Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Lời đầu video cho Hoa Thời Trang gửi tới tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn mẫu áo dài truyền thống, sang trọng, lịch sự, quý phái đây ạ. Mẫu áo dài này của mình hôm nay là được thiết kế cổ truyền thống này. Cổ truyền thống viền quả núi rất đẹp luôn ạ. Cổ cao truyền thống mặc rất đẹp. Ôm sát cổ vừa phải rất đẹp luôn ạ. Với tông màu đỏ luôn thu hút được mọi ánh nhìn và luôn mang lại sự may mắn cho tất cả mọi người. Màu đỏ là một sự lựa chọn rất nhiều và rất hoàn hảo của các chị em đấy ạ. Mẫu này của chúng ta được thiết kế là gắn bông hoa ở trước ngực bên trái, hoa dây nhé. Hoa dây được làm bằng laser rất đẹp luôn ạ. Rất tỉ mỉ, chắc chắn, đẹp, nhã nhuần. Mẫu này của chúng ta được chiết eo cao, ôm sát, thon thả và tôn da, tôn dáng cho tất cả các chị em. Tà của chúng ta được may hai tà dạng chữ A rất đẹp, tôn đôi chân dài miên man của các chị em ạ. Tay của chúng ta thuộc dạng tay loe, tay lỡ, mặc rất mát, thoải mái. Chất liệu vải của chúng ta là chất liệu lụa Mỹ, có độ co giãn đàn hồi tốt, thấm hút mồ hôi, đặc biệt rất là mềm, mướt tay, mặc tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc suốt cả ngày luôn ạ. Không lo nhầu hay là nát gì ạ, rất thoải mái luôn ạ. Suông vải cực kỳ đẹp. Mẫu này của chúng ta được thiết kế kéo khóa đằng sau nên thuận tiện cho chị em chúng ta có thể mặc vào và cởi ra rất là dễ dàng luôn ạ. Mẫu này chúng ta mặc ngồi xuôi này, hay là chúng ta mặc đi các buổi lễ tân, hay là các buổi các MC mặc này, rồi thì chúng ta đi dự hội họp, tất cả các sự kiện chúng ta mặc chiếc áo dài này lên rất là đẹp, rất là tôn dáng, tôn da. Các bạn xem video nếu thấy mẫu mốt đẹp, nếu thích mẫu mốt này các bạn hãy để lại bình luận phía dưới và ấn vào đường link phía dưới để chúng ta có đơn hàng thành công. Form dáng thì chuẩn chỉ, đường may sắc nét. Nào, các bạn hãy nhanh tay ấn vào đường link phía dưới đi ạ, để các bạn có đơn hàng thành công. Đến với nhà may Hoa Trinh, các bạn luôn được hài lòng. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để được xem những video mẫu mốt mới nhất của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.